nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục review và giới thiệu cho cô chú anh chị mình một ngôi nhà nằm trên đường tập đoàn 4 nha cô chú anh chị. Chỉ nhà của mình cách quốc lộ 50 khoảng vài trăm mét thôi. Nhà của mình thì nằm ở trên mặt tiền đường hẻm nha, mặt tiền kinh doanh luôn. Xe hơi xe tải là có thể đi tới nhà luôn nha cô chú và anh chị. Giờ mời cô chú anh chị mình tiến thẳng lại đặng mình tham quan ngôi nhà của mình nha cô chú và anh chị. Đây, hiện tại là chỗ chiều đứng là cái ngôi nhà của mình. Nhà của mình nó có diện tích là ngang 4, dài 13 luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt là sổ hồng riêng luôn. Đường trước nhà rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Thì nhà của mình nó nằm rất là gần với quốc lộ 50. Thì mình từ nhà của mình ra tới quốc lộ 50 khoảng là vài trăm mét thôi là tới rồi. Nhà của mình thì có cái diện tích là 4 x 13 nha cô chú anh chị. Dân cư rất là đông đúc luôn. Thì đường thông hai hướng luôn. Đường trước nhà rất là rộng rãi và thoải mái nha cô chú anh chị. Đường trước nhà là nó có khoảng là tới nay tận 5 mét luôn nha. Thì nhà của mình có cái giá chỉ là 2 tỷ mốt thôi. Mà sổ hồng riêng luôn, hỗ trợ có ngân hàng. Ngân hàng có thể hỗ trợ mình vay 50 đến 70 luôn nha cô chú anh chị. Thì giờ mời cô chú anh chị mình tiến vào bên nhà nha. Trước khi vào bên nhà thì bên nhà bên chủ đầu tư em cũng đã thiết kế cho mình một cái trụ cột rất là to nha. Có gắn hai đèn hộp vuông, tối mở rất là sáng nha cô chú anh chị. Thì nhà của mình được thiết kế được hai lớp cửa bảo vệ nha cô chú anh chị. Cửa đầu tiên là cửa bốn cánh nha, sắt sơn tĩnh điện. Đó. Thì nhà của mình có thiết kế theo mái Thái nha cô chú anh chị. Mái Thái rất là nhìn rất là đẹp luôn. Thì sân trước nhà thì bên em cũng đã dán gạch chống trơn trượt cho mình rồi. Thì về nhà có người già và trẻ nhỏ thì rất là an tâm nha. Nó rất là chống trơn luôn. Thì tới mặt diện ngoài thì bên em cũng đã lắp đặt dán đá cho mình, tặng từ dưới lên tới cơ lên chơi luôn nha cô chú và anh chị. Đó, màu đen nha, nhìn rất là sang trọng luôn. Đó, thì về mình có thể làm thêm một cái mái che ra ngoài nha, thì không sợ mưa nắng luôn nha cô chú và anh chị. Thì trước khi bước vào nhà thì bên em cũng đã lắp đặt cho mình là một cái cửa bốn cánh nha, cửa bốn cánh sắt sơn tĩnh điện nha. Đó, sắt sơn tĩnh điện. Đó, kính cường lực luôn, dày có khoảng là 10 ly nha cô chú và anh chị, rất là dày dặn luôn. Đó, thì bước vào nhà thì trước tiên thì về nhà ở dưới trần thì bên em cũng đã lót gạch đá bóng kính cho mình 60x60 luôn, nhìn rất là sạch luôn nha cô chú anh chị. Thì ở hai bên tường thì cũng được bên em ốp gạch cho mình là tặng lên tới khoảng cái này là khoảng 1m4 nha cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Đó, thì trần của mình là trần thạch cao nha. Đó, thì bên em cũng đã giật hộp nè, nó gắn đèn lan đèn thứ hai và có bóng đèn chùm tròn đó, có màu vàng nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, thì trước có cái đối diện phòng khách đó, bên em cũng đã để xây một bức tường đó. Đây là đã cũng đã dán gạch tặng lên cao luôn. Đó, có để chừa là mình mấy mặt tam hoa nè, nhìn rất là ngôi nhà mình rất là lịch sự nha, rất là đẹp luôn. Đó, thì giờ bên trong thì bên em cũng đã để đặt cho mình một không gian bếp tại đây. Đó, thì được bên em cũng đã lắp đặt là đá hoa cương màu đen luôn nha chú anh chị. Đó, rất là dày dặn luôn, rất là sạch, nhìn rất là sang trọng luôn nha. Đó, được bên em cũng đã để cho mình bồn dưới nóc nè, bên rửa rau rửa chén rửa bát đâu nha cô chú anh chị. Đó, rồi được bên em lắp đặt cho mình một tủ dưới nha. Đó, rồi tủ dưới gì đựng bình ga đầu vô thì nó có rất là gọn gàng nha. Đó, thì không gian bếp thì cũng được bên em dán gạch tặng lên cao luôn, cái này tầm khoảng 1m6 luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị này nào có thiện chí mua cái nhà này thì bên em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình thêm một cái tủ ở trên nữa nha. Đó, nhờ sẽ nhìn không gian bếp của mình nó gọn hơn. Đó, thì không gian ở trên cầu thang nè thì bên em cũng đã chừa một khoảng trống này, mình có thể để một máy giặt ở đây. Thì tại bên em cũng đã chừa ống nước sẵn cho mình. Đó, có ổ điện sẵn luôn nha. Đó, thì về mình để máy giặt ở đây thì cũng rất là tiện nha. Đó, thì giờ mời cô chú anh chị mình. Đó, thì ở phía chân cầu thang bên em cũng đã để một nhà vệ sinh ở đây. Đó, ngoài nhà vệ sinh cũng bên em cũng đã lót gạch nè, tặng lên tới cao luôn, rồi xe cao lô bô rồi xịt đồ rất là đầy đủ tiện nghi cho gia đình mình. Thì trước khi lên cầu thang thì bên em cũng đã lắp đặt cho mình là một tay vịn bằng gỗ nha. Đó, nhìn rất là dày dặn và chắc chắn nha cô chú anh chị. Thì cái mặt bước lên cầu thang cũng được bên em lót đá ba cương luôn. Đó, mặt trên mặt dưới là rất là rộng rãi nha, hai người đi có thể là thoải mái luôn. Đó,
Thì đi lên cầu thang á, thì bên em cũng đã dán gạch tặng lên trên nha. Ở bên hông thì em cũng đã dán gạch lên tới lên trên bên hông cho mình luôn. Đó, cái nhìn rất là sạch nha cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị mình tiến thẳng lên tầng. Rồi hiện tại thì em chị cũng đã có mặt trên cầu thang rồi. Đó, giờ mời cô chú anh chị mình á khám phá phòng đầu tiên của ngôi nhà mình nha. Đó, trước khi vào phòng á thì bên em cũng đã lắp đặt cho mình cửa lỗ nha, nhìn rất là dày dặn luôn. Đó, phòng thì rất là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Đó, rất là rộng luôn. Phòng này thì rất là rộng. Thì bên em cũng đã chừa cho mình á một trần, chiều trần thật cao nha. Chừa cho mình một cái phần tròn nhìn rất là đẹp luôn. Đó, đèn thứ hai. Giờ mời cô chú anh chị mình á ra bên ngoài. Đó, thì trước khi ra bên ngoài á, bên ngoài thì bên em cũng đã chừa một cái một lắp đặt cho mình một cái nhà vệ sinh ở tại đây. Đó, một nhà vệ sinh nha, chạy tặng trên cầu thang nha. Đó, rồi sen, rồi xịt đồ calabo bồn cầu là nguyên khối là đầy đủ nha cô chú anh chị, lót kẹt tặng lên trên luôn. Rồi nhà của mình có diện tích là 4x13 nha cô chú anh chị. Thì nhà của mình thì có thiết kế là một trệt một lầu, có công năng sử dụng là hai phòng ngủ và hai vệ sinh. Thì nhà của mình nằm trên trục đường tập đoàn 4 nha cô chú anh chị. Đó, cách mình đi ngã ba Tân Kim khoảng vài trăm thước thôi là tới rồi. Đó, thì nhà của mình có cái giá chỉ là 2.1 tỷ thôi nha. Thì nhà của mình cái nhà này rất thích hợp cho những gia đình nào có 4 thành viên ở nha. Nhà của mình tiện một cái là mặt tiền kinh doanh nha. Đó, đường rộng rãi đó, rất là thoáng, dân cư thì đông đúc nữa. Đó, mình về mình mua bán nhỏ hay là mình mở tiệm xe tập quá rồi cũng rất là thuận tiện nha cô chú và anh chị. Đó, nhà của mình thì có diện tích là 4x13, nằm trên trục đường tập đoàn 4. Thì nó cách quốc lộ 50 còn khoảng vài trăm mét thôi. Đó, thì như là mình đi chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2 rồi thế giới di động Bách Hóa Xanh đâu á, thì khoảng mình đi khoảng trong bán kính khoảng 1 cây số thôi nha cô chú. Và mình cũng đã xem sơ ngôi nhà từ ngoài đường vào tặng ngôi nhà mình luôn. Đó, thì ngôi nhà của mình được cái là nằm ngay mặt tiền kinh doanh nha. Đó, giờ cô chú anh chị mình muốn số trải nghiệm là em chiều dám bảo đảm với cô chú anh chị mình đã 90% cô chú anh chị mình đã thích ngôi nhà này rồi. Tại vì ngôi nhà của mình nó nằm ngay mặt tiền kinh doanh nha, đường lớn luôn, đường thông. Đó, dân cư rất là đông đúc luôn. À, đường là đường thông hai hướng nha cô chú anh chị. Tiện ích xung quanh thì nó như là trường học nè, bệnh viện nè, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh. Thì mình đi trong bán kính chỉ 1 km thôi. À, cô chú anh chị thì xem đến đây thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho em Chiều để em Chiều ra những nhà, để em Chiều ra những video mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ để cô chú anh chị mình. Giờ em Chiều xin chào và hẹn gặp lại.